Rồi thì chúng con đã học đến cảnh quá khứ. Dạ, bây giờ thì con cũng thỉnh sư tiếp tục ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhật Quỳnh kính mời, kính chúc quý vị học buổi diệu pháp thật là an vui, thật là hoan hỷ và đến giờ của đại đức hoan hỷ phải không quý vị? Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Sa thú lần thai, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Thành, cùng chư tôn Đức Tăng. Chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về cảnh yếu hiệp, và bài học hôm nay của chúng ta là cảnh hiện tại bất chấp anh Ramana. Vậy thì trước khi đi vào thời pháp, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami sabbadipanno bhagavato sāvakasangho sanghaṃ nammāmi lokassadhatthang varamuttamahaṃ buddhaṃ ca dhammaṃ ca bhagavannāmāmi sanghaṃ. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sinh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính nhân đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong rằng quý vị được sự an vui do sự chia phước này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nhà kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về cảnh hiện tại bất chấp anh Ramana. Cảnh hiện tại có nghĩa là gì? Cảnh hiện tại có nghĩa là những gì đang sinh, đang hiện hữu hoặc là đang hiện bại, thì coi như cái đó gọi là hiện tại. Rồi hiện tại này đó, thì quý vị thấy rằng để cho chúng ta phân biệt, là chúng ta phân biệt được những gì đã qua thì gọi là quá khứ, còn cái gì mà nó đang hiện hữu thì chúng ta gọi là hiện tại. Thí dụ như trong câu Phật ngôn mà Đức Phật nói cho các vị tỳ kheo, ở trong cái khu rừng này sự hiện hữu của Như Lai, của các vị tỷ kheo, mà của những cái cây cối ở trong khu rừng này, thì đó là cái hiện hữu, là đó là cái những gì mà đang hiện hữu. Còn những gì mà không có ở tại đây, không có mặt của trâu bò hoặc là vua chúa, thì gì mà không có thì chúng ta ghi nhận là cái gì có thì chúng ta ghi nhận là có, là đang hiện hữu đó. Vậy thì đối với cái pháp hiện tại, cái pháp hiện tại có nghĩa là những gì đang sanh, đang hiện bài, đang hiện hữu thì gọi là hiện tại. Vậy thì chúng ta gom chi pháp chung lại ở đây á, có nghĩa là tâm, tâm sở, sắc pháp đang hiện hữu, là có nghĩa là cả ba cái nhóm này, tâm, tâm sở, sắc pháp đang hiện hữu, được gọi là pháp hiện tại. Khi những pháp này bị tâm biết
à, bị tâm biết thì lúc đó chúng ta gọi là cảnh hiện tại, à, chúng ta gọi là cảnh hiện tại, nghĩa là bây giờ là chúng ta biết đang có mặt, ví dụ như là cái hội chúng mà chúng ta đang sinh hoạt ở trong room này, thì tất cả cái điều này đó, tất cả những gì mà chúng ta đang nhìn thấy, nó đang hiện hữu đó, thì quý vị thấy rằng nó không ngoài tâm, tâm sở sắc pháp. Ở đây thì chúng ta không có, chúng ta không có kể Niết Bàn vào. Tại sao? Niết Bàn là nó không nằm ở trong quá khứ, hiện tại là vị lai, nó vượt thời gian, vượt khỏi thời gian và không gian. Nhớ. Vậy thì khi mà tâm mà biết cảnh, biết tâm sở sắc pháp, tâm và tâm sở sắc pháp đang hiện hữu, thì lúc bấy giờ nó sẽ trở thành cảnh hiện tại. Cảnh hiện tại có nghĩa là khi mà nó bị tâm biết là nó sẽ trở thành cảnh hiện tại. Vì cảnh hiện tại á, cảnh hiện tại chi pháp là tâm, tâm sở sắc pháp đang hiện hữu, quý vị nhớ nha. Thì cảnh hiện tại là chúng ta phải gắn, phải gắn cái, gắn cái gì? Chúng ta phải gắn cái chữ mà đang hiện hữu, thì như vậy á, thì mới gọi là cảnh hiện tại. Rồi vậy thì biết nhất định á, là 13 tâm, biết nhất định cái cảnh hiện tại á, là có 13 tâm, 5 đôi thức, 3 ý giới, 5 đôi thức và 3 ý giới. 5 đôi thức là cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân. Đó thì nó sẽ biết được cảnh hiện tại đó. Nhất định là nó sẽ biết về cái đó. Và 3 ý giới, 3 ý giới này cũng biết cảnh hiện tại một cách nhất định. Còn biết bất định là 41 tâm dục giới. 41 tâm dục giới thì giải rồi, chúng ta có tất cả 54 tâm dục giới. 54 tâm dục giới mà hồi nãy là biết nhất định là 13 tâm, 5 đôi thức với 3 ý giới. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ trừ ra cái đó thôi thì chúng ta còn lại 41 tâm dục giới, 41 tâm dục giới và 2 tâm thông, và 2 tâm thông. 2 tâm thông nữa nha. Đó. 2 tâm thông này á, ở đây á, là chủ yếu là cái gì quý vị? 2 tâm thông ở đây, 2 tâm thông mà nói về mà biết cảnh hiện tại á, là 2 tâm thông đó, là chủ yếu là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông. Đó. Thí dụ như tha tâm thông, cái vị mà người ta đắc thiền, người ta có thần thông, thì bây giờ người ta sẽ biết tâm của mình đang nghĩ cái gì. Cũng như quý vị nhớ cái vấn đề mà cái vị tỳ khu đó nói cái bà tính nữ ở đây đắc A Na Hàm mà có tha tâm thông nữa, thử bây giờ nếu mà bà thiệt là bà có tha tâm thông, bây giờ đó là bà hãy cho người đến đây, cho người mang nước đến đây cho ta uống, cho ta uống. Cái nhắc tới đây chúng tôi nhớ cái bộ pháp cú mà của cái nhóm mà các vị ni sư mà ở bên Viên Chiếu á, bên Bắc Đông á. Cái nhóm vị đó dịch là bây giờ mà nếu mà bà tín nữ bà có tha tâm thông, bà biết được thì bà hãy đem một lon coca lại đây cho ta uống. Chúng tôi đọc tới cái đoạn này thì chúng tôi rất là mắc cười, quý vị. Có nghĩa là ngày xưa ở trong thờ Đức Phật mà làm gì mà có lon coca. Hình như Coca-Cola là ở trong thờ nay không quý vị? Ở trong đó hình như là chúng tôi nhớ là các vị trưởng lão như trưởng lão Pháp Minh hoặc là ngài Minh Châu á, ngài dịch là cái nước giải khác, cái nước giải khác. Nếu mà bây giờ thật sự ở đây bà tín nữ mà chủ cái khu đất này mà có tha thì hãy đem một cái
một cái ly nước giải khát lại Ngài cho ta uống. Thì khi mà cái vị đó là coi như là vừa khởi lên cái ý nghĩ đó, mà tín nữ này bà quán bà biết rồi, cho người làm, người hầu của bà đem ly nước giải khát lại cho vị tỳ khưu đó, dâng cho vị tỳ khưu đó uống. Cái vị tỳ khưu đó mới nói, nếu mà bà có tha tâm thông á, thì bây giờ hãy cho một người lại đây để mà dọn dẹp cốc liêu cho ta. Thì lúc mà cái vị tỳ kheo này khởi cái tâm lên vậy á, là coi như bà ta đã quán thấy, biết được cái tâm của cái vị tỳ kheo đó, thành ra mới cho một người đi đến dọn cốc liêu cho cái vị tỳ kheo đó. Cuối cùng thì vị tỳ kheo đó nói không được rồi, cái gì mình suy nghĩ ở trong tâm thôi mà bà này mới biết hết trơn rồi, thì đối với mình còn phàm phu, nhiều khi trong đêm hoặc là nhiều khi ở trong cái tâm của mình tu tập không khéo, rồi mình bị những cái dục tình nó chi phối, thành ra bà sẽ thấy mình như là ăn bông mà bị bắt tại trận vậy đó. Thành ra vị tỳ kheo này thôi không được rồi, đi về vừa ở với Đức Phật, ở gần với Đức Phật hay hơn đó. Thì khi mà trở về với Đức Phật, Đức Phật hỏi tại sao mà đi về vậy đó, thì nói bạch Đức Thế Tôn, mà bà tín nữ đó thì con khởi lên cái gì bà cũng biết hết á, thành ra con sợ, con ở đó nhiều khi những cái dục niệm, những cái tâm niệm nó bất thiện nó khởi lên rồi, bà ta sẽ nhìn thấy cái tâm niệm đó của con giống như là cái người ăn trộm mà bị bắt tại trận. Thành ra do vậy mà con rất là sợ, rất là xấu hổ, thành ra con đã trở về, con đã trở về đây. Thì khi mà nói như vậy đó, thì quý vị biết rằng là Đức Phật đã nói cái chỗ đó đó là cái chỗ mà để mà phòng hộ tâm, cái chỗ đó là cái chỗ để mà mình luyện tâm, mình phòng hộ cái tâm của mình. Thành ra Đức Phật khuyên cái vị tỳ kheo đó, cái vị tỳ kheo này hãy trở lại nơi đó để mà lo hành đạo, trở lại nơi đó để lo hành đạo. Lão cũng dừng hả? Thành ra đó, khi mà Đức Phật khuyên rồi đó, thì vị này đã trở lại nơi đó để tu tập, và không bao lâu sau đã chứng được đạo quả A-la-hán. Đó thì đó là quý vị thấy rằng là cái nói về mà hai cái tâm thông đó, hai tâm thông đó mà biết được cái cảnh hiện tại là tha tâm thông. Tha tâm thông, khi mà quý vị bây giờ, nếu mà quý vị mà có tha tâm thông thì quý vị sẽ biết những người ở xung quanh đang có cái sự suy nghĩ gì, thì đó là cái cảnh hiện tại. Vậy hai cái tâm thông này đó, phần nhiều nữa là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông có nghĩa là hiện giờ mình thấy xung quanh nơi đây có những cái vị thiên nhân đang đứng nằm ngồi gì đó vân vân, thì như vậy thì cũng gọi là biết cảnh hiện tại. Hoặc là bây giờ chúng ta nghe được những âm thanh của các vị chư thiên ở xung quanh nơi đây, hoặc là một cái nơi nào đó, thì đó là thiên nhĩ thông. Thì bây giờ mà chúng ta đang nghe được như vậy đó, thì gọi là thiên nhĩ thông. Thành ra biết được cảnh hiện tại, thì đối với hai tâm thông cũng biết được cảnh hiện tại. Điều này chắc chúng tôi nghĩ rằng là quý vị dễ hiểu rồi. Khi mà người ta có thần thông thì người ta sẽ biết được cảnh hiện tại, hiện tại bây giờ của cái người mà đang suy nghĩ cái gì đó, hoặc là xung quanh đang diễn tiến như thế nào. Đó, thành ra chúng tôi chỉ nói sơ qua để phân tích cho quý vị biết. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục qua cảnh vị lai. Anagata Ramana, cảnh vị lai. Cảnh vị lai đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là những gì sẽ sanh ra, sẽ hiển lộ ra, sẽ hiện bày ra thì coi như là vị lai.
Nga coi như là vị lai. Những gì mà qua cái thời khắc này nó sẽ sân khởi, sẽ hiển lộ, sẽ hiển bài thì gọi là vị lai, gọi là lai. Vậy thì đối với cái gì chúng ta cũng gom chung lại, tâm, tâm sở, sắc pháp sẽ sinh, sẽ hiện bài trong tương lai, sẽ sinh, sẽ hiện lộ, sẽ hiện bài trong tương lai. Vậy thì những cái pháp này khi mà bị tâm mình biết, bị tâm biết thì gọi là cảnh vị lai, cảnh vị lai. Thì quý vị thấy rằng thí dụ như là ngày mai một chút nữa mặt trời sẽ mọc, hoặc là một chút nữa trăng sao nó sẽ mọc ra, thì thật sự ra thì cái pháp đó nó vận hành là như vậy. Nhưng mà khi mà nó bị cái tâm mình quán đến, cái tâm mình biết đến, là coi như là lúc đó là nó thuộc về cảnh lai. Còn lúc mà cái chuyện mà nó đang thở như vậy đó, nhưng mà tâm của mình chưa có biết đến, nó chưa có bị cái tâm mình biết, thì lúc đó chỉ là pháp vị lai thôi. Nhưng mà khi mà cái tâm của mình biết đến được thì gọi là cảnh vị lai. Vậy thì chi pháp của cảnh vị lai á cũng là tâm, tâm sở, sắc pháp sẽ sanh. Sẽ sanh nha. Sẽ sanh. Đó thì quý vị thấy rằng ở đây á, đối với cảnh quá khứ, tại cảnh vị lai á, cái chi pháp chung nó là như vậy. Nhưng mà mỗi cái thì chúng ta gắn cái chữ quá khứ, hiện tại, vị lai, mỗi cái chúng ta gắn mỗi cái cụm từ đó vô. Vậy thì biết cảnh vị lai đó là có 43 tâm biết. Biết cảnh vị lai thì có 43 tâm biết, 41 tâm nhục giới, trừ ra ngũ song thức và ba ý giới. 41 tâm nhục giới biết được cái cảnh vị lai, chúng ta chỉ trừ ra là năm đôi thức và ba ý giới thôi. Rồi hai tâm thông, hai tâm thông thì 43 tâm này đều biết cảnh vị lai, đều biết cảnh vị lai. Vậy thì đối với 43 tâm đó thì chúng ta biết rồi, những cái tâm đại thiện hoặc là đại tố, hoặc là tâm bất thiện vân vân, những cái tâm đó chúng ta biết rồi. Rồi ở đây thì cũng có nói đến hai tâm thông. Hai tâm thông thì hai tâm thông á, thì quý vị thấy rằng là chủ yếu là vị lai trí. Vị lai trí có nghĩa là đối với những bậc chánh đẳng chánh giác đều có cái vị lai trí này hết. Là tại sao quý vị có vị lai trí này thì mới thọ ký cho những người mà có ước nguyện, những người mà có ước nguyện sau này thể thí dụ là sau này trở thành nhất về bố thí, hoặc là đệ nhất về niềm tin, vân vân, thì các vị chánh đẳng chánh giác đều có vị lai trí để mà quán xét coi cái lời phát nguyện của cái vị này trong tương lai đến cái thời nào mà sẽ thành tựu hoặc là chưa thành tựu. Thành ra do vị lai trí mới biết được những cái sự thành tựu và không thành tựu. Vậy thì đó là hai cái tâm thông. Nhưng mà trong hai cái tâm thông đó thì chúng ta nhớ là nó quan trọng về cái vị lai trí. Còn về 41 tâm dục nhớ mà biết cảnh vị lai đó, ví dụ như là quý vị thấy rằng chúng ta nhiều khi trong đời sống thường của chúng ta cái cảnh này nó có, quý vị, nó có. Ví dụ như có những lúc đó chúng ta tạo phước đó thì chúng ta cũng mong muốn mình sanh mai mốt sanh ra mình làm người nó được tốt đẹp hơn, hoặc là mình sanh ra mình làm mình do sự tạo phước này mình được sinh về cõi chư thiên vân vân.
thì cái đó nó cũng là cảnh vị lai, cái đó cũng gọi là cảnh vị lai. Hoặc là có những người người ta nghĩ rằng là bây giờ là mình tìm cách nào đó mình nói cho đối phương người ta sẽ bí, vân vân. Đó thì ví dụ như quý vị thấy rằng ngoại đạo đó, ngoại đạo đó, họ ngồi họ bàn với nhau, bây giờ mình phải cử ra cái người nào đi đến để mà vấn đạo với Sa môn Gotama, rồi trong đó nó thì cử ra một người, thì ngoại đạo mới nói rằng là mình phải đem cái câu hỏi này nè đến mình hỏi Sa môn Gotama, để sau khi Sa môn Gotama mà nghe cái câu hỏi này rồi á, thì giống như là một cái đứa trẻ mà bị nuốt một cái lưỡi câu, nuốt câu cũng không được mà lấy ra cũng không được. Đó thì quý vị thấy rằng cái phương cách của ngoại đạo mà họ ngồi ở trong cái chùa ngoại đạo mà để mà họ suy nghĩ ra những cái điều đó để mà đi đến mà cập vấn với Đức Thế Tôn, thì trong cái trường hợp đó thì người ta suy nghĩ bằng tâm bất thiện thì nó cũng nằm ở trong 41 tâm dục giới, cũng nằm ở trong 41 tâm dục giới luôn đó. Và cái đối với biết cảnh vị lai này thì chúng ta chỉ nói chung, chúng ta nói chung là 43 tâm biết, 43 tâm biết, nhưng mà nó đều là bất định, nó đều là bất định. Tại vì có lúc mình nghĩ đến cảnh vị lai, có lúc mình nghĩ đến tương lai, nghĩ đến vị lai, nhưng mà có lúc thì mình đâu có nghĩ, hoặc là thí dụ như đối với hai tâm thông cũng vậy. Hai tâm thông thì có lúc thì mình cũng quán về vị lai, nhưng mà có lúc thì mình đâu có quán. Đó, thành ra tất cả 43 tâm này đều bất định. Khi mà nói về cảnh vị lai thì nó đều là bất định. Rồi thì bây giờ chúng ta bước qua cái phần tiếp theo là cảnh ngoại thờ. Cảnh ngoại thờ á, là cái gì quý vị? Là có nghĩa là cái pháp mà nó vượt khỏi thời gian, nó không bị thời gian chi phối. Thì như vậy đó gọi là vượt khỏi thời gian. Có nghĩa là mình không có bị cái pháp đó không có bị thời gian nó chi phối, nó vượt ra khỏi thời gian, thì như vậy đó gọi là ngoại thờ. Cảnh ngoại thờ đó là cái gì? Đó là niết bàn và pháp chế định. Niết bàn và pháp chế định thì nói về niết bàn là cái trạng thái rồi, thành ra chúng ta khỏi cần nhắc đến. Niết bàn là cái pháp vượt khỏi thời gian thì chúng ta không cần bàn đến. Vậy thì ở đây chỉ còn có cái pháp chế định. Tại sao mà nói pháp chế định là cái pháp mà ngoại thờ? Cái pháp chế định là cái pháp ngoại thờ. Tại sao vậy? Tại vì pháp chế định á, sở dĩ nó được gọi là cái pháp mà ngoại thờ á, vì cái ngôn ngữ á, hay là cái ý nghĩa đó, nó chỉ là những khái niệm thôi. Nó chỉ là những cái khái niệm thôi, do nó nương vào cái pháp chân đế để mà đặt tên để chúng ta biết đến cái ý nghĩa đó. Do nương theo cái pháp chân đế mà đặt tên để cho chúng ta biết cái ý nghĩa đó thôi. Thành ra cái đối với cái pháp chế định đó, là nó cũng là cái pháp ngoại thờ, cái pháp phi thờ, cái pháp ngoại thờ. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với Bồ Tát Sumedha đó, từ cái lúc mà được Phật đi bằng cá rá, Đức Phật Nhiên Đăng nhận là cái vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai, trong tương lai. Nhưng mà quý vị thấy rằng trải qua một cái thời gian dài 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp trái đất thì cái danh tự Sumedha lúc đó bị quên lãng rồi.
đến thời Đức Phật hiện tại á, thì khi mà ngài nhắc lại cái bổn sự đó, thì lúc đó đó thì chúng ta thấy rằng là cái danh từ mà Xú Mê Thá mới lại hiện khởi trở lại. Thành ra đó coi như là quý vị thấy rằng cái này nó là ngoại thờ, mà nó không có nằm ở trong một cái thời gian nào hết đó. Thì khi mà nhắc mình kể lại cái câu chuyện đó ở trong quá khứ, ta là một cái vị Bồ Tát Xú Mê Thá, Xú Mê Thô vân vân đó, thì cái pháp chế định cái pháp mà nó thuộc về ngoại thờ đó là cái pháp chế định và niết bàn, cái pháp chế định và niết bàn. Vậy thì khi mà cái pháp ngoại thờ này á, mà nó bị tâm mình biết thì nó gọi là cảnh ngoại thờ. Khi mà nó bị tâm của chúng ta biết, nó bị tâm biết thì lúc đó sẽ gọi là cảnh ngoại thờ. Vậy thì chúng ta thấy rằng chi pháp của cảnh ngoại thờ là niết bàn mình, niết bàn và chế định thôi ha. Rồi vậy thì ở trong cái cảnh ngoại thờ đó, biết nhất định đó là có 61 tâm, 15 tâm thiền sắc giới, là biết cảnh, biết cái pháp ngoại thờ nhất định, 3 tâm không vô biên xứ, với 3 tâm vô sở hữu xứ, và 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế luôn là coi như là biết nhất định, nhất định là biết được cảnh ngoại thờ, tại vì ở trong đó có chế định và niết bàn, có pháp chế định và niết bàn. Thành ra 15 tâm thiền sắc giới và 3 tâm không vô biên xứ và 3 tâm vô sở hữu xứ, 40 tâm siêu thế là nhất định biết cảnh ngoại thờ, nhất định biết cảnh ngoại thờ. Còn biết bất định á, biết bất định về cái cảnh ngoại thờ đó là chúng ta có 31 tâm, chúng ta có 31 tâm, 8 tâm đại thiện 8 tâm đại tố 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại thiện biết cảnh ngoại thờ hết chứ, mình nghe mình biết hết. Rồi 8 tâm đại tố mình nghe mình cũng biết hết chứ. Rồi 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện mình nghe mình cũng biết luôn chứ. Ví dụ như dù cho mình đang sân hay đang tham mình cũng biết. Rồi tâm hướng y môn với 2 tâm thông, tâm hướng y môn 2 tâm thông, cộng lại để coi giờ chúng ta đủ 31 tâm rồi. 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 12 tâm bất thiện là 28, 29, 31, 2 tâm thông nữa là 31, và đủ rồi. Biết bất định có 31 tâm. Rồi cảnh ngoại thờ chỉ có như vậy thôi, cảnh ngoại thờ chỉ có như vậy thôi. Chúng ta tiếp tục chúng ta tiếp tục qua nữa. Hôm nay cho quý vị học nhanh nhanh cái phần cảnh này, sao nó dài quá quý vị, 21 cảnh nhãn biết mà nó không có hết cảnh yếu hiệp. Và bây giờ chúng ta qua đến cảnh nội phần, cảnh nội phần. Chúng ta qua tới cảnh nội phần ha. Cảnh nội phần á, cảnh nội phần có nghĩa là gì? Có nghĩa là những gì trong thân của chúng sanh, những gì trong thân của chúng sanh gọi là pháp nội phần, gọi là pháp nội phần. Vậy thì trong thân của mình á, mình gom lại cũng là tâm sở sắc pháp có trong thân mỗi chúng sinh đó. Chúng ta gồm cũng vòng vòng đi qua đi lại cũng tâm sở sắc pháp đó. Rồi những tâm và tâm sở và sắc pháp nào trong thân của chúng ta, trong thân của chúng ta thì như vậy gọi là nội phần. Rồi khi mà tâm á, mà biết được những cái pháp này, tâm mà biết được những cái pháp này thì lúc đó là gọi là cảnh nội phần, gọi là cảnh nội phần. Nhưng mà chúng ta nhớ nha, ở trong ở đối với
tất cả chúng sanh á, thì chúng ta lấy chung và chúng ta nói chung á, là tâm tâm sở sắc pháp, mà tâm tâm sở sắc pháp thì có nghĩa là quý vị thấy rằng á, nếu mà nói về cõi ngũ uẩn của chúng ta, à, cõi ngũ uẩn của chúng ta, rồi bây giờ quý vị còn nhớ ngũ uẩn là gì, là gồm có cái gì không? Ngũ uẩn gồm có cái gì không? Một người nhớ một cái đi, để học qua tới học tới cảnh này rồi, rồi cái bây giờ mình đừng nói là mình quên ngũ uẩn là gì nha. Quý vị đừng nên quên. Ngũ uẩn gồm có cái gì trong đó? Ngũ uẩn gồm có cái gì trong đó? Chắc rồi, chắc học tới cảnh này quên tới uẩn rồi. Quý vị nhớ không? Ngũ uẩn có cái gì trong đó? Trời, ngũ uẩn mà có danh sắc gộp chung là ngũ uẩn rồi. Nhưng mà quý vị kể ra ngũ uẩn đi, kể ra ngũ uẩn coi, đừng nói học tới đây là quên rồi nha. Trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi, học tới đây chắc chết quá, chắc chết quá. Đó, chúng ta nói chung á, thật sự ra nó quý vị ráng làm sao mà mình tuy là mình phân tích á, thì phân tích không được, nhưng mà hỏi tới ngũ uẩn là chúng ta biết liền sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Rồi bây giờ á, nếu mà nói tâm mà tâm sở sắc pháp á, rồi vậy thì sắc uẩn là 28 sắc pháp, à, sắc uẩn là 28 sắc pháp. Rồi thọ uẩn là sở hữu thọ, sở hữu thọ. Tưởng uẩn là sở hữu tưởng. Hành uẩn là 50 tâm sở còn lại, à, hành uẩn là 50 tâm sở còn lại. Thức uẩn là 121 tâm. Nói gì chứ quý vị thấy rằng á, bây giờ mình giỏi mình dở gì không biết, à, nhưng mà cái điều đó đó, bây giờ nói 121 tâm, tâm tâm sở sắc pháp, rồi kêu chia tìm bát chánh đạo trong đó, tìm cũng được, à, rồi à, tìm à, à, danh sắc, à, tìm cũng được, rồi tìm ngũ uẩn ở trong đó cũng được. Đó là bây giờ mình thật sự mình biết biết sâu biết cạn gì không biết, nhưng mà à, nhắc đến à, coi là mình đều thuộc hết à, những cái điều đó đó, thì à, là coi như là như vậy là mình cũng gieo duyên được à, với đời sau nữa quý vị, à, gieo duyên à, cái bé cái hạt giống à, của à, những cái này cái hạt giống tốt đó. Vậy thì á, tại sao mà chúng tôi nhắc đến ngũ uẩn? Tại vì quý vị thấy rằng á, đối với cái cảnh nội phần thì nè, thì à, coi như là ở trong cõi ngũ uẩn á, thì nó đầy đủ, là nó đầy đủ ba pháp hết, là tâm tâm sở sắc pháp. Nhưng mà ở cõi vô sắc á, ở cõi vô sắc thì nó chỉ có cái gì quý vị? Cõi vô sắc nè, bây giờ mình đang nói về cái cảnh mà nội phần tâm tâm sở pháp, tâm tâm sở sắc pháp, phải không? Thì vậy thì ở trong cõi vô sắc thì chúng ta bỏ bớt cái phần nào? Chúng ta bỏ bớt cái phần nào? Bây giờ mình nói á, là cái cảnh nội phần là nó là có nghĩa là tâm tâm sở sắc pháp ở trong thân của chúng ta, ở trong thân của chúng ta. Vậy thì nếu mà quý vị á, là những cái chư thiên á, mà ở trong cái cõi vô sắc á, thì mình sẽ bỏ đi cái gì? Sẽ bỏ đi cái gì quý vị? Vô sắc thì bỏ đi sắc, bỏ đi sắc pháp. Vô sắc thì bỏ đi sắc pháp quý vị. Đó, nó thành ra quý vị phải ở, đã nói cõi vô sắc rồi thì không có sắc. Vậy thì ở trong, tại vì tại sao mà chúng tôi đề cập đến cái này? Cái cảnh nội phần á, cái cảnh nội phần á là tâm tâm sở sắc pháp ở bên trong của chúng ta, ở bên trong
trong thân này của chúng ta, thì coi như là tâm, tâm sở xuất pháp ở trong thân của chúng ta. Vậy thì nếu mà chúng ta đó là những cái vị mà chư thiên á, ở trên cõi vô sắc, thì mình bỏ đi cái gì? Bỏ đi sắc pháp. Tại vì cõi vô sắc là đâu có sắc, vô sắc là không có sắc đó. Vậy thì chỉ còn có tâm và tâm sở thôi. Còn nếu mà chúng ta là những cái vị mà thiên nhân ở cái cõi vô tưởng, là cõi vô tưởng, thì lúc đó bỏ đi cái gì? Bỏ đi tâm và tâm sở, còn là sắc pháp thôi. Bỏ đi tâm và tâm sở, chỉ còn là sắc pháp thôi. Thì cái này á, quý vị cứ coi như là thật sự ra quý vị chưa học, nhưng mà mình cứ nghe danh từ, mình nghe danh từ rồi mình đọc đi đọc lại rồi mình bỏ ra thôi. Tâm, tâm sở, sắc pháp. Mà ở vậy thì nếu mà tôi đang ở trong cái cõi vô sắc thì sao, thì tôi bỏ cái gì? Bỏ sắc pháp. Hãy mà ở trong cõi vô sắc thì bỏ sắc pháp, mà hãy mà bỏ ở trong cái cõi vô tưởng thì bỏ đi tâm và tâm sở. Còn nếu mà ở trong cái cõi ngũ uẩn này, ở trong cái cõi ngũ uẩn này là cái cõi nhục nhớ chúng ta đang ở nè, đó thì có đủ hết tâm, tâm sở, sắc pháp đó. Vậy thì khi những cái pháp này bị tâm biết thì nó gọi là cảnh nội phần. Cảnh nội phần, cảnh nội phần là như thế nào? Thí dụ như là khi mà mình nhìn cái mắt của mình, mình thí dụ như chúng ta biết cái mắt của mình giờ nó như là thấy mờ mờ nha, nó hoặc là cái mắt của mình xong giờ mình già mà mắt mình thấy nó tỏ hơn hồi lúc mà mình trẻ đó, thì lúc đó là chúng ta biết cảnh nội phần. Chúng ta biết về sắc pháp, cũng biết về tâm nhãn thức đó. Thì ví dụ như bây giờ quý vị ngồi, quý vị nói bây giờ sao mắt mình đó nha, mình còn trẻ mà sao mắt mình nó mờ mờ, còn giờ sao mà mình nhớ bây giờ lớn tuổi, cái thời gian trước cái mắt mình nó mờ mờ mà bây giờ mắt mình tỏ hơn đó, thì đó là chúng ta biết cái cảnh nội phần đó. Bây giờ tự nhiên cái mình thấy rằng cái lỗ tai mình nó thính hơn hồi xưa. Hồi xưa ai nói sầm xì nó nhỏ nhỏ nó xấu mình nghe được hết á. Nghe được hết á là coi như là cái mình cảm thấy cái tai mình hôm nay nó thính hơn hồi lúc trước nha. Đó thì đó là chúng ta biết cảnh nội phần. Biết cảnh nội phần, chúng tôi nói là cảnh nội phần chi pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp trong thân chúng ta. Trong thân chúng ta. Vậy thì nãy giờ quý vị thấy rằng mình chiêm nghiệm lúc này cái nước da mình đẹp nha, nước da mình cũng tu tập sao mà không có xài kem dưỡng da mà da nó cũng hồng cũng trắng nữa đó. Rồi hoặc là mắt mình lúc này hình như là thấy mắt mũi mặt mày nó sáng đẹp, thì đó là chúng ta biết cảnh nội phần. Chúng ta biết cảnh nội phần đó, chúng ta biết cảnh nội phần nha. Đó, cảnh nội phần là tâm, tâm sở, sắc pháp bên trong thân của chúng sanh, trong thân của tất cả chúng ta. Vậy thì biết nhất định á, biết nhất định thì có sáu tâm: ba tâm thức vô biên xứ, ba tâm phi tưởng, phi tưởng xứ đó. Còn biết mà bất định á, thì chúng ta có 56 tâm, có nghĩa là 54 tâm dục giới rồi cộng với hai tâm thông, thành ra hai tâm thông đó, những cái vị mà có thần thông đó, những cái vị có thần thông đó thì coi như là những vị mà có thần thông thì sao quý vị? Những vị có thần thông thấy được tâm của chúng ta, hoặc là chúng ta có thần thông chúng ta biết được, chúng ta biết được tâm của chúng ta đang là tâm gì chứ, hoặc là ở bên trong thân này của chúng ta có thiên nhãn thông, chúng ta thấy luôn chứ không phải là thấy thêm nữa bên ngoài không đó. Thành ra đó biết, nhưng mà biết bất định, có lúc người ta dùng thần thông, có lúc không có dùng thần thông, thành ra đó biết bất định. Còn những cái trường hợp bình thường là coi như là mắt của mình thấy tay chân của mình, hoặc là lỗ tai của mình thì nghe âm thanh của mình, mũi của mình thì ngửi mùi của mình đó. Thì như vậy đó là chúng ta biết cảnh nội phần, thành ra chúng ta lấy hết 54 tâm dục giới
đó, năm bốn tâm dục giới. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong năm bốn tâm dục giới này á, có cái tâm nào mà nó không biết không, nó không biết cảnh nội hoàn không? Không có. Tâm thiện, tâm bất thiện gì cũng biết nè. Đó, rồi mắt á, tâm nhãn thức của mình á, đừng nói tâm nhãn thức mình thấy cái tay mình không, hay mắt mình thấy cái bàn tay của mình không, thấy nè, lỗ tai của mình nghe âm thanh của mình không, nghe luôn đó. Thành ra chúng ta thấy rằng á, là coi như là à, coi là đối với á, 54 tâm dục giới, 54 tâm dục giới biết cảnh nội phần, biết cảnh nội phần, và hai tâm thông, hai tâm thông, tâm thần thông của phàm nhân và thần thông của thánh nhân á, vẫn biết cảnh nội phần. Rồi vậy thì bây giờ tạm ngưng ở ngay chỗ cảnh nội phần, chúng ta tạm ngưng ở cảnh nội phần đi ha. Học nhiều quá không nhớ nổi đâu, vừa đủ nhàm chán vừa đủ để xả ly ha. Rồi bây giờ chúng ta chỉ học tới cảnh nội phần thôi nha. Rồi vậy thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng tại đây. Như mình học cái này như nó hơi nặng đô hả quý vị, hơi nặng đô hơi nặng hả quý vị, thấy sao mà mình học có 45 phút mà mình cảm thấy hình như là nó rất là nhiều, nó rất là nhiều cái gì ở trong đầu mình, nó rất là nhiều nha. Bình thường chúng tôi thiết một tờ pháp 60 phút, 50 phút thì mình cảm thấy hình như là nó không có nhiều nó không có nhiều cái yếu tố ở trong tâm của mình. Nhưng mà ở cái môn học này có 45 phút mà mình cảm thấy rằng như là nó rất là nhiều, giống như là một bao một bao một giỏ lần đó quý vị. Rồi bây giờ chúng ta kết thúc cái buổi học này tạm dừng ở cái phần cảnh nội phân. Kỳ sau mình sẽ học về cảnh ngoại phân. Với phần phước nào chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong ngày quý vị được an vui tăng hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên từ trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của quý vị, luôn cả chư thiên hộ trì chẩn pháp, luôn cả các vị long vương càng các bàn ngã quỷ Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư thiên duyên dương cùng chúng sanh ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha Giá. Và hôm nay giảng nhanh như vậy nhưng mà nó cũng chưa hết nữa quý vị, cái phần cảnh yếu hiệp này nó dài quá. Rồi chúng tôi gửi mic lại cho MC nha.